giỏi quá. Đây là biết chăm sóc sắc đẹp, đây là giỏi quá. Liếm nhỏ xíu à. Rồi đó, con nhớ con lại ông ngoại cho con liếm kẹo không? Lại ông ngoại, ông lại ông ngoại cho con liếm con miếng kẹo đi. Tại bà ngoại sợ con xấu á, ăn kẹo bị xấu á. Hồi trưa hôm qua ông ngoại nó lấy cây kẹo mút không mút á, ba mấy bốn giờ cái nó mở mắt ra, ông ngoại kêu liếm miếng hôi, bà ngoại không cho con ăn kẹo. Ngoan quá, mình là ngoan, mình ăn kẹo mình súng răng á con, xấu lắm. Súng con đi liếm thôi. Ủa chứ sao ngày hôm qua ông ngoại kêu con liếm không chịu liếm, em đã hôi rồi. Cho con ăn được. Sao con nói chuyện con hay liếc liếc có Bella con điểu quá Bella. Bella là khỏi nói, điệu nhất. Là điệu. Là điệu nhất sớm hả con? Mẹ Bella. Bella, Bella điệu nhất sớm không? Ba cà rốt tên Đại à? Ba cà rốt tên Đại à? Ba cà rốt.